Hi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Và để tiếp tục chiều lòng anh em, hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em một bộ PCAP đảm bảo ở phải ba tiêu chí, đó là ngon, bổ và rẻ. À, thêm một tiêu chí nữa đi, đó chính là bền. Vậy thì bền ở đây là như thế nào? Thì đầu tiên mình sẽ nói đến các linh kiện mình có thể đánh giá là bền nhất, đó chính là dòng sản phẩm Turf Gaming đến từ Asus. Anh em có thể gọi là TOF Gaming cũng được, tùy kết quả mọi người thôi. Thì đây là bo mạch chủ B360M Plus, mình đọc là TOF nhé, TOF Gaming. Thì với bo mạch chủ này, anh em sẽ nhận được những gì? Hai khe M2, 4 khe RAM và cái khe PCIe sẽ được bọc thép để gia cường. Cùng với đó là anh em có thể gia hạn bảo hành lên đến tối đa 5 năm trên mẫu sản phẩm này. Thì cùng với đó là sản phẩm bo mạch chủ rồi, thì mình sẽ hướng đến card đồ họa. Card đồ họa có được đến với đây, đó chính là chiếc GTX 1660 Super. Đây cũng là một dòng sản phẩm mình có thể nói là mới ra hiện nay và rất hot thị trường, khi mình đưa ra gọi là hiệu năng giá thành rất tốt ở thời điểm hiện nay, khi ở mức giá rẻ hơn 1660 Ti cũng gọi là tương đối đấy, mà hiệu năng chỉ thua thiệt một vài phần trăm thôi, không đáng là bao cả. Và với chiếc card đồ họa cũng thuộc series TOF Gaming này, anh em hoàn toàn có thể gia hạn bảo hành đến tận 5 năm. Hai sản phẩm bảo hành 5 năm rồi, thì CPU thì sao? CPU mình sẽ lựa chọn CPU quốc dân ở thời điểm hiện tại. Đấy, đó chính là CPU Core i5-9400F. Rồi, không cần phải bàn cãi nhiều về mẫu CPU này rồi. 6x6 luồng. Đấy, mức giá chỉ rơi vào khoảng độ 3,5 triệu phải, mình nhớ không nhầm. Thì RAM thì lại không có RAM của TOF ở đây, mình không nhớ là có hay không. Nhưng mà với tông màu vàng đến từ dòng sản phẩm này thì mình sẽ lựa chọn hai thanh RAM Aperture Panzer, nó màu vàng, vàng đen ấy, giống với TOF Gaming, với tổng dung lượng là 16GB, phù hợp để anh em có thể livestream game hay là làm một thứ gì đó chẳng hạn. Bởi vì CPU 6 nhân cơ mà, thì vỏ cây sẽ không phải là vỏ cây game Max Sai anh em thấy rất nhiều. Đây là vỏ cây Symantec Scorpion hạt với hai đây chắc là hai bản tính cường lực thôi, còn không sao, hơi nhiều các linh kiện một chút. Thì sau đây sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng thực tế để anh em có thể đánh giá một cách gọi là chân thực nhất về bộ PC mà sử dụng toàn các linh kiện TOF Gaming mà mức giá lại vô cùng hấp dẫn đấy, tí nữa anh em sẽ biết.
Ok, vậy thì cũng đã xong phần trải nghiệm hiệu năng rồi. Mình nhận được rất nhiều các kiểu các comment các bạn trên fanpage cũng như là nhắn tin trực tiếp trên page ấy, là có phải An Phát bán hàng cũ hay không, mà tại sao mức giá lại rẻ như vậy. Thì một vài bạn cũng đã nhờ mình gọi là so sánh và gửi cho mình một vài link của một vài chỗ khác, đơn vị khác, và hỏi mình là tại sao hàng lại rẻ như vậy. Và mình xin cam đoan với các bạn rằng là toàn bộ các sản phẩm An Phát bán ra đều là hàng mới 100%, đảm bảo chính hãng, bảo hành ngay tại Việt Nam. Thì các cái sản phẩm linh kiện giới thiệu ấy thì chỉ trừ duy nhất đó chính là về bộ fan của fan Cool Moon, thì mình để vào cho đẹp là chính thôi. Anh em muốn sở hữu một bộ pack 3 fan sẽ có giá từ 600.000 đồng, và 5 fan nếu mình nhớ không nhầm là chỉ 800.000 đồng thôi. Còn toàn bộ các linh kiện kể ở trên ấy, anh em nhìn thấy trên video ấy, cũng như là link ở bên dưới phần mô tả này, sẽ là của anh em hết. Nhớ nhá, mới 100%, toàn bộ các linh kiện mới nhá. Và mình sẽ để ở một vài chỗ khác đây cho anh em có thể nhìn thấy thực tế là tại sao mà các bạn ấy có thể suy nghĩ là có phải An Phát bán hàng cũ hay không mà lại rẻ đến như vậy nhá. Còn ý kiến sao là của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.